Và tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu như mà chế độ này được thêm vào đấu danh thì nó sẽ vãi cả trưởng như thế nào. Ây, ok. Đó, ui, vãi trưởng. Cái gì đây? Hiện tượng lạ anh em ơi, nghìn năm có một này, méo hiểu sao. Ui dồi ôi, phi công này nó thả luôn con monster chắc vào đây. Ngồi chỗ này thì anh em có một cái view nó cao hơn, và cơ bản là nó cũng sợ hơn, đơn giản là mình ngồi ngay cái góc tường á. Ui, ui bay này, ui máy bay bay sát vãi trưởng ra anh em ạ. Oh man này, ui đấy, công thấy chưa, công thấy chưa. Ui nhìn hành trình tôi xây cái tường gạch kìa. Anh chỉ cần thấy ồn ào với cốt anh đi theo, lẽ luôn ngọt ngào nên các em gọi anh là sĩ kẹo. Chẳng cần phải chờ đến một phút khi tất cả giờ đây đã sẵn sàng, nhưng với anh cũng chỉ cần một nút là YouTube sẽ chọn mặt gửi vàng. Yo, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo ngày hôm nay. Rồi nha, hiện tại thì một chế độ lâu lắm rồi mà anh em chưa chơi nhé, chính là chế độ xây và trượt. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại server Thái Lan nha. Ok, với chế độ xây và trượt, chắc chắn là ngày hôm nay thì sẽ có một cái thí nghiệm vô cùng là vui nha. Đó. Và bây giờ thì cơ bản mới chỉ là đầu trận, vì thế nên là chúng ta sẽ phải lượm rất là nhiều những cái bom gạch mọi người ạ. Hiện tại thì mình chưa thấy đâu. Đây ok, lát nữa thấy thì sẽ chỉ cho anh em. Đôi khi là chúng ta kiếm mấy cái liệu như vậy nó khá là khó khăn. Ui, vãi. Ui dồi ôi, anh em thấy không ạ? Kiểu hiện tại đang chơi trên server Thái nên là đôi khi nó hơi lag, là bắn là không được kiểu như là tính sát thương hay sao mọi người ạ. Chán thế nhờ, thằng bé nó chạy qua mãi kia rồi. Đùa. Game này, nghĩ nó chán. Đáng lẽ ra là mình còn tính cả làm thêm Free Fire về server Brazil này. Đấy, nhưng mà Brazil thì ping của nó cao vãi, anh em ấy ping nó 300-400. Thái Lan thì ping nó 50-100 thôi. Nên là chơi game trên server Thái Lan thì nó vẫn ok, anh em thi thoảng hơi lag xíu. Chứ còn là bảo mình làm ở server Brazil ấy, tại vì một số anh em kêu thế mà, thì ping bên đấy 300-400, thật sự là không chơi game nổi để mà làm video cơ. Ui, vãi cả trường. Mày đùa với tao đấy à? Mày này. À, tao lại sợ mày quá cơ. Úi, xong chưa? Đùa nhau anh em ạ. Thật sự là hơi bực một xíu, đơn giản là ping nó hơi cao ấy, đâm ra là chơi game trên server Thái lâu lâu kiểu ức chế. Và đây anh em ơi, ở đây có rất là nhiều những cái bom gạch nha. Ok. Hiện tại thì với cái số lượng bom gạch thế này thì chúng ta chưa đủ để làm thí nghiệm đâu. Hôm nay là tôi tính tôi sẽ xây dựng liệu gạch trên tháp thung lũng để có thể là tạo ra một cái vị trí cao nhất trong game Free Fire luôn. Thế cho nó máu đúng không nào? Ok. Nhưng mà kiểu tầm này thì từ từ anh em ạ. Liệu gạch của chúng ta mới chỉ có 8 cái liệu gạch thôi, thế này là vẫn chưa đủ size đâu. Thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm thật là nhiều cái đã. Nếu như mà anh em thấy video của mình hay thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, đây, let's go nào. Oh man, thì mình sẽ qua phía này nhá. À đủ, đây, lại có thêm bom gạch rồi. Thật sự là mình nhầm, anh em thi thoảng toàn gọi liệu gạch. Nhưng mà dẫu thì bom gạch với lại liệu gạch thì nó chung chung vẫn chỉ là một cái loại bom thôi anh em, đúng không nào? Thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho anh em xây gạch. Bạn nào mà chơi Free Fire lâu rồi thì chắc chắn là cũng đã được chơi chế độ này rồi nhá. Còn mấy anh em mới chơi game thì có lẽ là các bạn sẽ không biết đến cái bom gạch này cũng như là chế độ xây và trượt nha. Hiện tại chế độ này được gọi tên là xây và trượt nha mọi người. Mình nghĩ là sắp tới thì Free Fire sẽ mở khá là nhiều những cái mode chơi cho anh em. Còn hiện tại thì mình đang chơi ở Thái Lan nha. Ok. Đó, thì cơ bản là tôi sẽ nói qua cho anh em một xíu. Chế độ xây và trượt này thì các bạn sẽ sử dụng những cái súng bắn móc này với lại bom gạch để anh em có thể là xây dựng những cái vật cản này. Đó, và mục tiêu thì vẫn chỉ là lấy top 1 thôi. Nhưng mà hôm nay là dành trọn thời gian để làm cái thí nghiệm cho anh em. Từ từ nhá. Hiện tại thì với 16 cái bom gạch này thì vẫn đang rất là ít, thế nên là tôi sẽ phải kiếm thêm thôi. Đấy, ok, 18 rồi nhá. Đủ chưa anh em? Nói chung là tôi lượn lờ quanh cái khu vực thung lũng này nhá. Ơ, thế vãi cả trưởng rồi, tầm này là hết bom gạch rồi hả? Qua đây mà không kiếm được thêm này. Oh, nghĩ nó chán anh em ạ. Và cái cây súng mà ở súng đầu tiên của mình nhá. Đây, nó là MGL-140 nhá. Đây là Spartan 12 nhá. Ok, ui, trong này có người này. Mày đùa ta đấy à? Ui, viên nữa này. Ui rồi, chạy làm sao được. Thanh niên này. Đây nhá,
mong rằng là cái xác thằng này sẽ có nhiều cái lựu gạch để cho mình chơi nhá. Ấy, thấy máu rồi. Ui, lựu gạch này. Thế nhưng có anh em ơi, ngon thế nhở. Ấy, thế là lại có thêm hai cái lựu gạch rồi. Ok nhá. Đó, nhẹ nhàng tình cảm. Làm quả phát bây giờ 20 cái lựu gạch rồi nên là... Ấy, đến với thí nghiệm ngày hôm nay nhá. Ok, mình sẽ lên phía trên này nhá. Đó. Anh em thấy hay không ạ? Dùng cái súng dây móc thì các bạn lên trên này vô cùng là dễ dàng. Và để lên được tháp thung lũng này thì các bạn sẽ phải xây những cái kiểu như là tường gạch. Đó, anh em xây chéo chéo một xíu và anh em nhấn vào súng dây móc để có thể dễ dàng lên thôi. Thì nó cũng khá là đơn giản đúng không? Anh em thấy dễ không ạ? Ok này, úi dồi này, đấy. Hôm nay nhá, bình thường là toàn chơi game lấy top 1, hôm nay thí nghiệm vui vui đi. Có thể là anh em sẽ thích xem cái video này của mình hơn. Ok. Đó, mình sẽ lên cái tháp thung lũng trước đã. Xong là sẽ tiếp tục xây dựng nó cao thêm anh em ạ. Đấy, cực kỳ đơn giản đúng không nào? Và tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu như mà chế độ này được thêm vào đấu danh thì nó sẽ vãi cả trưởng như thế nào. Ây, ok. Vậy là mình đã lên được phía trên rồi nha. Uầy, đấy. Và bây giờ đây, mình sẽ xây dựng một cái đường để ra giữa tháp thung lũng luôn nha. Ok, anh em nhất trí không ạ? Đây, mình sẽ xây tại đây nhá. Đó, ui, vãi trưởng. Cái gì đây? Hiện tượng lạ anh em ơi, nghìn năm có một này, méo hiểu sao. Ui dồi ôi, phi công này nó thả luôn con monster chắc vào đây. Vãi cả trưởng. Hiện tượng nghìn năm có một anh em ơi. Vãi lúa thế. Thật sự là mình thấy pha này hơi vãi trưởng anh em ơi. Ui. Dầu nha thì tiếp tục đến với cái cuộc hành trình xây những cái tường gạch này này. Ok, mình sẽ xây thêm cái nữa đi. Sau là chúng ta sẽ dùng cái súng dây móc để leo lên nhá. Ok. Ui. Đây, xây cẩn thận tí anh em, không phí tường gạch lắm. Đây nha, và... Ây, lên cực kỳ đơn giản đúng không? Ok, thì mình sẽ xây làm sao cho nó di chuyển qua cái phía con monster chắc anh em ạ. Cái luồng sáng của con monster chắc ấy, cho nó ngầu. Xem là với những cái bom gạch thế này thì nó có thể là lấp được cái tia sáng kia không. Đấy, một thí nghiệm hết sức là thú vị luôn nha. Ok này, đây mình sẽ dựng cẩn thận nhá. Anh em lưu ý là các bạn sẽ dựng những cái bom gạch ở cái góc vuông nha. Đơn giản là như vậy thì anh em mới có thể leo lên được. Đấy, nếu không là anh em nhảy nó sẽ bị mắc vào cái tường gạch và anh em không lên được đâu nhá. Đó, anh em thấy chưa? Đấy, chơi game nó cũng phải là có nghệ thuật khéo léo nhá. Anh em cẩn thận cho mình xíu là ok này. Rồi nhá, mình sẽ tiếp tục leo lên phía trên nhá. Đấy, sẽ dùng cái tường gạch để lấp thính luôn cho nó máu anh em. Đó, nó cứ phải gọi là xịn sò như vậy này. Mà mình không hiểu sao anh em ấy, kiểu hôm nay là một cái trận đấu phải nói là mình gặp may anh em ạ. Hiện tượng nghìn năm có một, tức là không hiểu sao phi công lại thả con mò thật chắc vào ngay cái giữa tháp thung lũng được. Ui, thật sự là anh em thấy, các bạn thấy vãi trưởng không ạ? Rồi nhá, lên phía trên nữa này. Tôi ngày hôm nay là tôi sẽ xây dựng luôn để cho nó lấp luôn cái tia sáng này cho nó máu. Mình nghĩ là tia sáng này nó không sáng mãi đâu. Kìa kìa, anh em thấy không ạ, nó sáng yếu dần rồi kìa. Oh, hay nhở. Tức là các bạn dùng những cái tường gạch này nó lấp cái tia sáng của cái thính anh em ạ. Ui, trông khá là hay đó. Ok này, lên nữa này. Ui, anh em thấy xịn xò không? Hiện tại thì mình còn 4 cái tường gạch nha. Sẽ cố gắng để lấp hết luôn anh em ạ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Kìa kìa, cái ánh sáng thính càng ngày nó càng yếu này. Oh, đố chú có thể xuyên qua được phát nữa nhá. Oh man này. Ok, chưa lên trên này. Ơi, hiện tại ánh sáng đang rất là yếu rồi nhá. Mình sẽ tiếp tục mình dựng thêm anh em ạ. Đây nhá, anh em dựng vào những cái góc vuông nhá, để các bạn có thể là dễ dàng leo lên nhá. Ok, nữa nè. Oh man. Ui, ánh sáng đang rất là yếu rồi. Dựng thêm quả này nữa là không thấy gì nè. Ui, anh em thấy không ạ? Trời ơi, quá là thông minh rồi nhá. Ui, anh em không còn thấy ánh sáng của thính luôn nha. Được, thật sự nhở. Vâng, phải nói là chế độ xây và trượt, một chế độ rất là vui, giúp cho anh em xây được những cái tường gạch lên để khám phá trên này. Hiện tại thì mình tự tin rằng là ở trên cái khu vực này sẽ là cái khu vực cao nhất của đảo quân sự rồi. Đấy, nó cao như thế này cơ mà anh em, còn cao hơn cả tháp thung lũng nữa thì anh em thấy gắt chưa ạ? Trời ơi, các bạn thấy gắt chưa? Đứng trên này cầm pháo lựu bắn cảm giác nó thật là dô mô đúng không anh em? Ui dồi ôi, nó cứ phải gọi là phê phim anh em ạ, đúng không nào? Đấy, tôi xả đạn ngẫu nhiên thôi, ông nào nói chung là xui thì chấp nhận nha. Ok,
khá là thú vị đúng không anh em? Ôi máy bay này, ui máy bay bay sát vãi trưởng ra anh em ạ. Ui tôi tưởng tượng là chúng ta có thể nhảy lên máy bay được cơ. À vậy là mình sẽ cố gắng mình làm thật là nhiều những cái thử thách nha anh em. Ui rồi nha, cố gắng làm thật nhiều thử thách để có thể gọi là dình máy bay nó bay qua đây anh em ạ. Nhảy lên luôn máy bay đấy cho nó ngầu đúng không? Đó. Anh em thì thú vị không ạ? Thú vị thì hãy like và đăng ký kênh giúp kẹo nha. Hôm nay thì mình đã nhảy sang cái chỗ này rồi. Đấy. Ngồi chỗ này thì anh em có một cái view nó cao hơn và cơ bản là nó cũng sợ hơn, đơn giản là mình ngồi ngay cái góc tường á. Ui. Đấy. Bắn mấy cái đạn này rất là đã anh em ơi. Đạn M79 nhá. Hay còn gọi là đạn 40mm á. Ui hết súng rồi. Tôi vừa vứt lộn luôn cây Spark, vãi thật trưởng. Đấy, vứt nốt cây kia để lại mỗi cái súng móc nhá. Tầm này thì ngồi trên này mãi nó cũng chán. Hiện tại thì mình đang ở trong mo thôi. Đây và bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống dưới nhá, cho anh em coi nhá. Oh man này, ui. Đấy, công thấy chưa. Ui nhìn hành trình tôi xây cái tường gạch kìa. Đó, ui. Anh em thấy không, hiện tượng nghìn năm có một nhá. Ui con xe motor chắc nằm ngay trong cái tháp thung lũng nhá. Ui. Các ông thấy hiện tượng này bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Ui tôi chơi game nhá, mình chơi game nói chung là 2 năm rưỡi rồi, chưa bao giờ có cái hiện tượng này nha. Trời ơi. Và tất nhiên là ở trong này thì các bạn sẽ không thể nào mà đưa con xe ra ngoài được. Mẹ hiểu sao mấy cái thằng phi công như thế này là phải đuổi việc chúng nó không ạ. Ui dồi ôi. Đấy, nghĩ nó chán không? Thả ngay con xe motor chắc vào ngay trong này. Nhưng mà như vậy thì mình mới có video gọi là chất lượng cho anh em xem đúng không? Đấy, video gọi là phải nói là rất là hên luôn. Khi mà trong trận đấu này thì mình gặp được cái tình huống như vậy. Ôi, tình huống mà nghìn năm có một luôn nhá. Anh em đừng đùa. Rồi nha, ok các bạn. Chuẩn bị, let's go now. Ây, tầm này là chỉ còn lại có 2 người chơi thôi. Rồi nhá, xem như nào, cố gắng hạ gục chúng nó lấy top 1 luôn chứ nhở. Đấy, ok, từ từ chạy xuống dưới thôi. Không top 1 xóa game nhá, thôi đùa. Đùa anh em, tôi không xóa game đâu, xóa game lấy gì chơi. Nói chung là khi mà mỗi lúc mình chơi Free Fire mình thấy là ôi nó khá là thư giãn. Đây, chế độ xây và trượt đấy, bay bằng những cái dây móc nó rất là phê luôn. Anh em công nhận thấy không? Bạn nào bảo là không phê đi, ui dồi, tưởng không phê mà lại phê không tưởng được không nào. Đó, thì anh em có thể là thoải mái di chuyển luôn nha. Đấy, cực kỳ đơn giản. Thì mình sẽ ra thính xem là chúng ta có gì nào. Đây, chúng ta có thêm được một xíu đạn súng trường. Bây giờ là tầm này quá dư giả đạn rồi, 162 viên mà chỉ còn lại có 2 đứa, nên là mình cũng chẳng lo lắm. Ngoài ra thì anh em có thể là dùng những cái súng dây móc nhá. Các bạn bắn xuống dưới đất giúp cho anh em di chuyển rất là nhanh luôn. Ai, anh em thấy thú vị chưa? Ok, đấy, bay nhảy phải nói là như chim luôn anh em ạ. Ui, thú vị không? Bay lên cây này, ui dồi ôi này, đấy. Đi đâu anh em cũng có thể bay được với cái súng dây móc nhá. Nó rất là cơ động luôn nhá. Đây, còn 2 đứa này. Để xem chúng nó ở đâu anh em nhỉ. Bay lên trên này xương xương cái. Ây, khá thú vị nhỉ. Lại lên cây này. Cùng với chế độ xe và trượt này mình nghĩ là sẽ sớm xuất hiện lại trên xe vượt Việt Nam nha anh em. Ok. Ui có người kìa, vãi trưởng. Ui bấm nốt tìm máu thì mà làm gì căng bạn. À làm sao. Ui, ui cái đậu xanh. À đúng à, toang mẹ rồi. Ui rồi ôi thằng mẹ nó sẽ đút thế này. Thôi thôi anh em ơi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại anh em sau nha.